Hello chào các bạn, chồng của bạn đã quay lại với kênh HeoVKT. Nay chúng ta sẽ đến với một con game Tam Quốc nghe. Mới lượng thấy có một con nè các bạn, Ba Quy Bá Vương. Chọn nhân vật nữ nha. Nhân vật nữ mình chơi nhân vật nam riết thì nhiều anh em lại nói mình trọng nam khinh nữ ha. Ok, vô. Vâng, tất nhiên là Tào Tháo rồi bầu ơi. Uầy, rồi nhìn cái này là hiểu rồi. Anh em còn nhớ con gì quên này, kho báo cái gì không phải đại chiến nhẫn giả không? Đây uầy, phim một phiên bản cũng na ná như vậy, chơi chắc cũng như thế. Nhưng mà đây là tướng Tam Quốc. Nhưng mà Việt hóa cũng ok đấy bồ. Tư chất, HP, tốc độ, công bậc hả? Vật thủ. Ok. Này, ok, tôi chọn bạn Pokémon. Rồi, vô làm gì nữa? Chạy hả? Để thử rồi. Ủa nó không có hướng dẫn tân thủ bồ ơi. Không có hướng dẫn tân thủ rồi. Rồi, có nhiêu thì mình chơi bấy nhiêu vậy. Nào. Đó, kỹ năng nè. Ôi được. Đây, có kỹ năng có nộ luôn là ok rồi. Ok. Ui, nhưng mà con tướng đầu game chắc cũng cù bắp lắm. Đó, ui, được, kỹ năng cũng ok. Nhưng mà để coi chút nó có hướng dẫn tân hữu không. Rồi thấy con này là đi bán muối rồi quá. Hên quá. Ui, còn một giọt máu hồi lại được rồi. Rồi danh sách ải thôi. Rồi không hướng dẫn tân hữu gì hết nha. Ok, không hướng dẫn thì mình chơi theo kiểu không hướng dẫn. Quà tân hữu ha, vé đồ này nọ một ề ha. Đó. Rồi ở đây 7 ngày là chúng ta sẽ hoàn Nguyệt Anh. Ok. Rồi. Thì cái này là heo phải chạy cái nhiệm vụ tân hữu một mình rồi. Ngon đấy. Wow. Vip. Wow. Cũng chuẩn chỉnh đấy. Rồi, trước tiên ấy thì đến với thông tin server cái nha các bộ ơi. Đây, Ba Quy Bá Vương, game đấu tướng Tam Quốc, chiêu cực chất, tướng cực xịn. Open Ba Quy Bá Vương 11 giờ ngày 16 tháng 9, chơi ngay tại bavuibaquy.com. Đăng nhập nhận ngay code VIP giới hạn hả? Nhận ngay 5 vạn kim nguyên bảo VIP 10, gift code mừng mê lấy quà khuyến mãi nhân 5 nạp su web trong 2 ngày. Ok, tham gia cộng đồng trên các nền tảng để nhận thêm ưu đãi. Ok, là Zalo rồi này nọ hả? Có group rồi luôn, group Zalo luôn nè hả? Đây. Rồi, sự kiện like share nhận code nữa, like share comment đồ này nọ. Ok, đây đăng nhập link nè. Này là group đây group mở à. Được đấy, cũng ok. Nhầm rồi, bấm hơi lố. Đây. Nhấm Zalo nè hả? Rồi. Chạy cái nhiệm vụ tân hữu cái, game này chắc cũng mới nên là phải chạy nhiệm vụ lên cao quá đã. Chạy đây cũng chưa có. Rồi chắc phải đi chiêu mộ rồi. Rút miễn phí một lần để có tướng mà đi chứ. Được 10 lần luôn hả? Wow, được một con cùng kỳ. Dưới này cũng có nữa nè. Mà nó rút bằng bạc. Đây, bài trận xếp nhanh liền. Mới vô mà tướng ngầu vậy bộ. Khoan để thôi để tự chạy nhiệm vụ cái đã. Rồi sau khi chạy nhiệm vụ lên level 14 thì heo cũng đã nhập code rồi các bạn ơi. Đi xin code đồ này nọ ha. Đó, vé chiêu mộ cao nè ha. Rồi hero hay là tướng cam gì đó. Ok, nhận hết một lần đi cho nó đẹp. Đó, A ship. Uầy. Rồi. Ui, vé chiêu mộ cao cấp thể lực đây luôn. Wow, ok, 500 vé chiêu mộ. Ai để coi. Ui, A ship level 52 luôn hả? Ào, game mà nãy giờ gán chạy nhiệm vụ gần chết. Ở đây đồ giám này các bạn. Đồ giám nè. Đó. Rồi, tướng đỏ. Này là Tả Từ. Ok, Điêu Thuyền, Điển Vi, Trương Phi, Mã Lữ Bố, Quan Vũ, Đổng Trác. Wow, vậy là chắc ngon nhất là Mã Lữ Bố rồi. Ôi, có ma Trương Liêu nữa anh em ơi. Wow, ok, độ hiếm tiến quá. Heo tiến quá hả? Wow. Kìa, phải hót ra ngoài xong vô lại. Rồi, coi gì đi cho nó lẹ. Bấm tiến quá làm gì còn nó đứng. Ôi, Thần Triệu Vân, Thần Quan gì, Thần Chư Các Lượng hả? Wow, nhiều tướng thần ghê nhỉ. Wow, nhiều đó. Rồi nằm tới đâu rồi? Đây, Thần Chu Du. Nhìn cũng rất chi và này nọ nha. Đây, Hoài, Công Tôn Tõn. Ui, Ngoan Đế nữa hả? Nữ Đế. Ui, Hùng Miêu Hiệp. Hoài, mấy con này ngon nè. Mị Phụ Nhân. Ok, Mã Văn Lộc, Quách Gia, Tào Trương Tự Phụ. Ok, Đặng Ngã. Gì? Thông Dụng Tạp Hồng hả? Không biết, chắc là tướng để up lên hay gì. Ui, ma Tư Mã Ý. Rồi, đi chiêu mộ nào. Ui, chúng ta có 1000 vé quay siêu cấp. Ui, ở đây quay là ra tướng đỏ luôn. Đây có 2 con. Hai con gì đấy không biết, không bấm vào coi được. Chuyển đổi hụt tính hả? Ngụy. Ui, hụt là chúng ta sẽ có 2 con. Rồi. Ôi, nhưng mà chuyển đổi được không? Không chuyển được rồi. Chuyển được nè. Ngụy. Thấy Ngụy đẹp hơn chứ. Nó có chia heo tổ đội nữa nè. Ôi, ở đây có con con gì? Con gì quên tên bà nữa rồi. Đổng Trác. Thôi, lấy bên này đi. Ok. Rồi, chạy nào, đi nào. Nó, uầy, nó không ra tướng hiện ra đâu nha. Đó, uầy, game mới tin luôn anh em ơi. Ok. Một con game Tam Quốc có Việt hóa mới tuyên luôn cho anh em. Uầy, tướng cam. Tướng đỏ là nó sẽ để chữ tướng đỏ. Tướng cam 2 con luôn. Rồi, lại cam. Lại cam. Ok, lại cam nữa luôn. Tỷ lệ tướng đỏ là bao nhiêu vậy bộ? Tướng tiệm. Tướng cam, Thái Văn Cơ. Sức chứa của túi. Mới quay chút xíu ở đầy túi rồi bộ. Nay chúng ta có 51.000 kim nguyên bảo ha. Ở đây nó bắt buộc phải nâng túi rồi. Rồi, được rồi. Nâng ít thôi chứ đâu nâng nhiều. Wow, tướng gì vậy? Tướng cam. Ra đi kiếm tướng đỏ hơi cực nha. Rồi, vỏ tướng. Tướng cam, tướng cam. Cam. Phân giải nó bớt đi. Ok. Rồi, phân giải bớt đi chứ. Ok, phân giải phân cho nó rã ra bớt nha các bạn ơi, chứ để nhiều quá nó đầy cái túi. Đấy. Rồi, 2 sao 1 ề luôn. Này chắc cậu ngồi đây rã cậu 20 phút quá. Ê, có VIP không bộ? À, VIP 10 nha anh em ơi. À, VIP 10, VIP 10. À, đây, VIP 10. Ê, mua được không? Ở đây có... cái gì à? Con gì à? À... ui, ở đây cũng có tướng này mà tướng cam không rồi bầu ơi. Ui, 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 ui. Đây. Lữ Bố, ok, Lữ Bố. À, nói gì nói chứ. Đó, Lữ Bố, Lữ Bố. Đâu rồi? Bài trận võ tướng mảnh. Đó, lụm Lữ Bố liền. Wow. Ok, tướng cam nhưng mà có Lữ Bố nhìn nó cũng hơi chất đúng không? À, ôi, nhưng mà ở đây quay bao lâu nó ra được tướng đỏ ta? Ok, ok, anh em mình quyết lấy được có tướng đỏ không? Video vậy nó sẽ khá dài đó, nên là thôi. Được rồi, tới đây thôi. 1000 vé quay siêu cấp, 100 vé quay thường. Đó, rồi ok ha. Link heo sẽ để ở phần mô tả cũng như là bình luận ha. Và anh em nhớ tham gia các hoạt động như là like share nè ha. Đó, nè, like share để nhận thêm code nè, tham gia vô nhóm Zalo rồi Facebook đồ nè để nhận quà ha. Hôm bữa có một có test nè. Trời ơi, đó, nhưng mà hết test rồi. Open sẽ vào 11 giờ ngày 16. Ok ha. Rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye. Khoan, từ từ. Để nhét cái bọn tướng này vô coi đã. Đó. Nên đem con này giục ra đi. Ủa, cùng tướng nhiều quá ta. Đây, hát tướng nè. Đây, hát tướng nè. Đó. Rồi, vô. Đó, nào. Để coi. Uầy, game chưa anh em nào biết đâu nha. Đó, uầy, ông nào là Tam Quốc này vô quẩy liền nha. Link nhớ phần mô tả cũng như bình luận nè. Thủ công làm gì để tự động đi. Ui, đẹp. Ủa, nhanh vậy. Trời ơi. Ê, hồi nãy mình có một con Lữ Bố mà ta. À, ok. Nào, nhét con Lữ Bố vô cái nữa ha. Đây, bỏ con này ra đi. Hồi nãy nhớ là có Lữ Bố đâu đây. Nhớ là heo có mua Lữ Bố mà đây. Lữ Bố, wow. Đây, ok. Đó, 4 con này luôn. Rồi, 3 con này mới cho nó lên trên. Đó. Rồi, đây. Ui, nó vẫn tóc cao nhất, nó đứng trước, nó đánh nữa à. Kìa. Rồi, chị nộ luôn. Rồi, chị quần công luôn. Chị Điêu Hiền, chị quần công luôn. Anh Lữ Bố không có đường đánh luôn. Kìa. Nào, thử cái nữa nè. Bỏ hết ra đi để ta test Lữ Bố thôi. Rồi, ok nha anh em, link heo sẽ để dưới phần mô tả nha. Mô tả về bình luận, cứ bình luận mà quẩy. Ui, đẹp. Được. Đây, Lữ Bố. Wow. Ok. Rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Ok, bye bye.